kính mời quý vị và các bạn đón nghe truyện ngắn Bà Ngoại Ghẻ của tác giả Vũ Lão Nhân, được trích trong quyển tập Viết Cho Niềm Tin do Đặc Sản Hướng Đi phát hành năm 2012 và cũng được đăng trên Sóng Đạo Online. Đám dỗ, ngày dỗ mẹ lần thứ 25, bố lệnh cho bốn đứa chúng tôi phải về đồng ruộng. Lý do là lễ dỗ bạc, một phần tư thế kỷ chứ có tầm thường đâu. Bố còn dặn đi dặn lại rằng có chuyện quan trọng phải bàn. Chúng tôi đoán già, đoán non là chắc bố già rồi, có tí của chìm của nổi nào muốn chia cho con cháu chăng. Thế là bốn chị em chúng tôi cùng với vợ chồng, cháu nội, cháu ngoại về không thiếu một ai. Đọc kinh tối xong, quây quần bên mâm cơm mà chúng tôi gọi đùa là mâm cơm cúng. Chúng tôi thăm hỏi nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, chuyện gia đình, chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện ngày xưa 5 giờ sáng đốt đuốc làm bằng xương cây bồ, nhịn đói cuốc bộ đi học, chuyện câu cá, thả diều, cuối cùng là chuyện quan trọng của bố. Bố ngập ngừng, ngọng nghèo như một đứa trẻ lên ba. Khó khăn lắm, bố mới thốt được ba chữ: bố lấy vợ. Phải, chỉ ba chữ thôi. Ba chữ mở đầu một vở kịch không đạo diễn, nhưng mang đủ yếu tố bi hài. Đầu tiên, chúng tôi cười ngặt nghẽo, cười ngã nghiêng, làm rơi cả đũa bát, cười như chưa bao giờ được cười, cười ra nước mắt. Khi mọi người lấy khăn lau mặt, trận cười mới chấm dứt. Tôi vội lấy điện thoại di động, ghi âm được vở kịch nói như sau. Bố ở vậy, nuôi chúng con bữa đói, bữa no, đã 25 năm nay. Bây giờ, chúng con khôn lớn, vì sinh nhai, làm ăn xa, phải để bố ở nhà một mình. Nhưng chúng con có để bố thiếu thốn gì không? 67 tuổi đời, gần đất xa trời rồi, bố lấy vợ, không sợ thiên hạ cười cho. Cười hở 10 cái răng. Với lại, ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình, chứ đâu phải ánh lửa từ trái tim người khác. Lại còn tim gan phèo phổi lòng mề nữa cơ đấy. Ăn nói thế mà nghe được. Đành rằng, con nuôi cha không bằng bà nuôi ông. Nhưng bố lấy ai xứng đáng để chúng con gọi là mẹ, các cháu gọi là bà? Bà Thơ, bạn của ba thời trung học, được không? Cái bà tu suốt ấy hả? Yêu thương gì? Vợ chồng gì? Chắc lại muốn đào đục đẻo gì đây? Em xin lỗi, bố mình đau yếu rề rề, hết cao máu lại tiểu đường, hết gai cột sống lại guốc. Đồng lương hưu, không. Của nổi, không. Của chìm, chắc cũng không. Trên răng, dưới cạc túc, đào đục đẻo được đấy. Ông bà nội mất cả rồi, ai đứng chủ hôn cho bố? Không lẽ trên thiệp mời lại ghi là trân trọng báo tin lễ thành hôn của cha chúng tôi? Cái đó thì dễ thôi. Bố có sai lời với ai bao giờ không? Không. Bố có nhiều thói hư tật xấu, nhưng đời bố, các con biết đấy, bố luôn luôn giữ lời, dù là chỉ hứa với một đứa trẻ. Bố có hứa gì với mẹ không? Hứa gì? Cũng bằng video đám cưới bố mẹ, con đã copy sang đĩa DVD. Bố muốn coi lại không? Trước mặt cha chủ tế và cộng đoàn, bố đã hứa một cách trọng thể với mẹ, nguyện văn thế này: anh, du xe trần thạch cao, nhận em
Maria Tô Mực Tím làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Mọi ngày là gì? Suốt đời là gì hả bố? Đó là công thức khi cử hành bí tích hôn phú. Nhưng theo giáo luật, khi một trong hai người phố ngẫu mệnh mộc, mối dây ràng buộc hôn nhân được tháo gỡ. Con không nói đến bí tích và giáo luật, con chỉ muốn hỏi bố có hứa không? Bố có giữ lời không? Nếu đó là lời hứa thì đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bố thất hứa. Chúng tôi can ngăn cũng chẳng được. Thế là bố đi bước nữa. Đám cưới. Đám cưới của bố được tổ chức vào một ngày Chủ nhật để không ảnh hưởng đến công ăn việc làm cũng như việc học hành của con cháu. Nhưng không một ai trong chúng tôi về tham dự được. Mỗi người đều có lý do riêng, mà lý do nào cũng chính đáng, hợp tình, hợp lý. Nhưng tôi biết lý do duy nhất đúng là không ai muốn về, vì không ai muốn bố lấy vợ, thế thôi. Tuy nhiên, nhưng mà dù sao chăng nữa, chúng tôi cũng bảo nhau gom góp được một cây vàng gửi về làm quà đám cưới. Một cây vàng lại trong thời buổi khó khăn đâu phải chuyện nhỏ. Cô Út cẩn thận bỏ vào một cái túi gấm nhỏ, khâu chết lại, còn nghịch ngợm lấy bút lông nắn nót viết bốn chữ: trăm năm hạnh phúc. Bên cạnh hình hai trái tim lồng vào nhau, chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích. Chị cả thẳng ruột ngựa, nghĩ sao nói vậy, già đầu rồi còn ham hố đòi lấy vợ, lại lấy con mẹ thơ. Cứ nghĩ tới con bị giấy là lộn cả ruột gan, ăn cơm mắt ngon. Lại còn chị chưa nói hết câu đã bị chồng mắng, em phải giữ lời ăn tiếng nói. Muốn hay không thì người ta cũng ở bậc trên, là cha mẹ mình, bảo người ta là con đỉ. Hóa ra bố mình kết thân với người ta, bố mình là thằng điếm, là ma cô hay sao? Đám tang. Bố bị ung thư gan, chắc là do uống rượu và hút thuốc lào nhiều quá. Khi bố chuyển bệnh, chúng tôi về đông đủ, nhìn dì thơ cho bố ăn, cho bố uống thuốc, tắm rửa, giặt giũ, dọn dẹp, chăm sóc bố từng ly từng tí. Chúng tôi mới thấy mình có lỗi với bố nhiều quá. Có lỗi với cả dì nữa. Khi bố lâm chung, dì thơ bắt mạch tay, mạch chân, còn chúng tôi đo huyết áp và nhịp tim. Bố thều thào: không biết được đâu, giúp kẻ liệt nhiều năm. Bố biết khi nào bệnh nhân thoát dương là gần rồi đấy. Bố vừa nói xong thì trán, rồi mặt, rồi người bố đổ mồ hôi như tắm. Ông trùm khu phó linh hồn cho bố. Bố dùng chút hơi tàn bảo hát cho bố bài Lại Mẹ Xin Yên Ủi. Mọi người hát đi hát lại lần thứ ba, tới câu: đến giờ chết xin mẹ người đến bên giường khuyên con. Thì bố trúc linh hồn. Bác hai bảo: sống giàu đẹp, chết càng trống, phải lo cho chú cao, không bằng thì cũng đừng thua kém người ta. Dì thơ nhỏ nhàng nhưng cương quyết: đối với em và các cháu cũng vậy, di ngôn của người chết là mệnh lệnh tuyệt đối. Thế là đám tang của bố được tổ chức giản dị theo công thức 4-0: không hoa, không đèn, không kèn, không trống. Dì thơ kính báo, rồi nhã nhặn và khéo léo từ chối tất cả mọi vòng hoa, liễn, trướng,
và mọi phẩm vật phúng viếng. Sự từ chối của dì gặp không ít phiền toái, nhưng khi dì nhỏ nhẹ, đó là ý muốn của bố các cháu, gia đình phải tôn trọng, thì rồi đâu cũng vào đấy cả. Dì chào đón và cảm ơn thân bằng quyến thuộc các nơi xa gần một cách vui vẻ, đặc thiệt, đến nỗi chị cả lại lỡ lời. Đúng là khát máu tình lòng, bố mình mất mà bà ấy có đau buồn tí nào đâu. Dì ra vào vững vàng, sắp xếp mọi việc chu đáo, có khi còn hơn cả đàn ông. Nhưng từ khi Di Quang ra khỏi nhà thì nghị lực của dì tan chảy hết. Dì mềm như một cọng bún, sụp đổ hoàn toàn. Dì sụt sùi khóc không thành tiếng, mặt mày xanh như một tàu lá chuối. Dì ngất lên, xỉu xuống, không biết mấy lần. Tôi ngộ ra được rằng dì yêu bố biết bao. Tối hôm ấy, về đến nhà, dì Thơ vào phòng, nằm vật ra. Cánh cửa phòng khép hờ. Tôi sai con bé bồn bon mời dì ra dùng cơm. Nó nói bồ bồ, không ai ngăn kịp. Mời bà ngoại ghẻ sơ cơm. Dì Thơ vừa đi ra, vừa lau nước mắt. Con bé bồn bon lại bồ bồ, không ai ngăn kịp. Bà ngoại ghẻ lớn rồi còn nhè kìa mẹ ơi. Chỉ hai câu nói, đúng hơn, chỉ hai lần dùng cụm từ bà ngoại ghẻ của đứa trẻ 4 tuổi đủ tố cáo lột trần hết tình cảm của chúng tôi đối với dì tệ bạc đến đâu. Dì đã buồn, càng buồn thêm. Bố các con là người duy nhất mà dì yêu thương và kính trọng. Chỉ tiếc là dì phận mỏng, Chúa không cho dì săn sóc phục vụ bố các con nhiều hơn. Dì về đây với bố các con, với hai bàn tay trắng, thì dì cũng ra đi trắng tay. Món quà cưới của các con dì không dùng đến, các con cho dì gửi lại. Dì đưa cho chúng tôi cái túi gấm nhỏ, khâu chết lại, chưa mở ra lần nào, 4 chữ trăm năm hạnh phúc, bên cạnh hình hai trái tim lồng vào nhau, vẫn còn đó, mới mỉa mai làm sao. Chị cả lại phổi bò, nghĩ sao nói vậy, nhưng lần này tôi tin là chị rất chân thành. Chị không phải đi đâu cả, cứ ở đây, hay lên ở với con cũng được. Sống còn nuôi, chết còn chôn. Dì Thơ lại rút khăn lau nước mắt. Lời cuối, dì Thơ ơi, con mong dì đọc chuyện này, xin dì xem đây là lời tạ lỗi của chúng con, cho dẫu muộn màng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hết câu chuyện Bà Ngoại Ghẻ của tác giả Ngô Lão Nhân. Cầu xin Thiên Chúa từ ái ở cùng và chúc phước trên quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần truyện kỳ. Xin kính chào. Chúa không lòng khi Ngài dù đến con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi chồng và được cứu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lòng khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con khóc.
không đáng tin, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con mang thân thể nặng nề, là con luôn mê mãi trần thế. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lòng khi Ngài gọi con theo, dù đời già trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu oán. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành đời chưa qua khỏi sầu oán. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài rằng đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lòng khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con hoa trắng, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa từng giây xuống cả trong lòng, là từng giây hơi thở sự nóng. Nhưng lòng Chúa